Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Thị Đoan Trang, sinh viên IHK46. Hôm nay mình xin đại diện cho nhóm mình để trình bày về đề tài là sex. Là sex hay còn gọi là lệch lạc tình dục, tiếng Anh là paraphilia, là một hành vi bất thường có biểu hiện bằng sự say mê tìm kiếm một phương thức hoạt động tình dục đặc biệt chưa được chấp nhận và tiềm ẩn nguy cơ gây đau khổ nhằm đạt được sự cực khoái thay vì hình thức quan hệ tình dục bình thường. Với việc công bố DSM-5 của Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ vào năm 2013 về nguyên tắc chúng không còn được gọi là bệnh nữa, thì là sex sẽ gồm có hai loại, đó là lệch lạc đối tượng và lệch lạc mục tiêu. Đối với lệch lạc đối tượng gồm có ái nhi, ái lão, ái vật, ái tử thi và ái cảm xúc. Ái nhi là sự ham thích tình dục hướng tới đối tượng là trẻ em thay vì người trưởng thành. Cần phân biệt người ái nhi với hiếp dâm trẻ em. Người phạm tội hiếp dâm trẻ em chưa chắc đã là người ái nhi. Bệnh thường kết hợp với một số rối loạn lệch lạc tình dục khác như phô dâm và thị dâm. Ái lão ngược với ái nhi, ở những người này, đối tượng tình dục mà họ hướng đến là người già. Ái vật là thỏa mãn tình dục với các đồ vật vô tri vô giác như giày, găng tay, thường gặp nhất là quần áo hoặc đồ nội y của phụ nữ. Vì thế, có những đối tượng chuyên ăn cắp quần áo lót của phụ nữ để thỏa mãn tâm lý này. Ái tử thi, thỏa mãn tình dục đối với các xác chết. Ái phạm nhân thường xảy ra đối với phụ nữ nhiều hơn nam giới. Những người này có cảm xúc tình dục với một đối tác đã phạm tội như giết người, tra tấn, cưỡng hiếp. Đối với lệch lạc mục tiêu bao gồm ác dâm, khổ dâm, phô dâm, thị dâm, thính dâm, miên dâm, loạn dục cọ xát và loạn dục cải trang. Ác dâm thỏa mãn tình dục khi gây đau đớn về thể xác hay tinh thần cho người cùng hoạt động tình dục. Cách thức rất đa dạng, có thể là cắn, cào hay chửi bới, đánh đập, dùng dây trói. Khổ dâm ngược với ác dâm, đối tượng chỉ thỏa mãn thực sự khi người khác hành hạ mình. Trong quan hệ thì một đối tượng ác dâm có thể dễ dàng chuyển qua khổ dâm và ngược lại. Phô dâm, cách phô bày cơ quan sinh dục của mình cho người khác xem, thường là đối tượng khác giới. Đối tượng càng lúng túng, người bệnh càng tỏ ra thích thú. Thị dâm, thỏa mãn tình dục bằng cách nhìn trộm người khác trong các tình huống riêng tư như khi thay quần áo, tắm, quan hệ tình dục, v.v. Thính dâm, thỏa mãn tình dục bằng cách nghe những âm thanh có khả năng kích dục, điển hình là việc làm tình qua điện thoại. Miên dâm, trạng thái trong đó một người thực hiện hành vi tình dục trong khi vẫn đang ngủ bằng các hoạt động như thủ dâm, mơn trớn mình hoặc người khác có quan hệ tình dục với một người khác và trong những trường hợp cực đoan hơn có thể tấn công tình dục và hiếp dâm. Loạn dục cọ xát, thỏa mãn tình dục bằng cách cọ xát bộ phận sinh dục của họ vào những người khác giới không quen biết hoặc sờ mó vào bộ phận sinh dục của những người ấy. Địa điểm xảy ra thường là chỗ đông người chật hẹp, chẳng hạn trên xe buýt hoặc tàu điện ngầm vào giờ cao điểm. Loạn dục cải trang là thỏa mãn tình dục bằng cách mặc quần áo của người khác giới. Nó giống với ái vật ở chỗ, cả hai đều tìm kiếm sự thỏa mãn thông qua vật vô tri. Nhưng khác là ở người ái vật, họ thường không có ham muốn mặc quần áo người khác giới. Vậy, nguyên nhân của lệch sex là gì? Lệch sex ở trẻ có nhiều yếu tố quyết định, nhưng nguyên nhân chính là do giáo dục và dinh dưỡng sai. Về giáo dục, trẻ nhỏ hiện tại không được cha mẹ quan tâm nhiều về tình trạng lệch sex, không nắm bắt được tâm sinh lý của các em. Cha mẹ thường ngại về vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ. Điều này làm trẻ hiểu sai, dẫn đến sự lệch lạc giới tính ở trẻ. Nguyên nhân gây nên tình trạng lệch lạc tình dục thường do rối loạn quá trình phát triển tâm lý trong thời thơ ấu, như trẻ đã từng bị lạm dụng tình dục. Ngoài ra, bắt chước hành vi lệch lạc này từ văn hóa phẩm đồi trụy cũng được xem xét. Thực tế, có một bộ phận mắc bệnh khởi phát từ lối sống buông thả. Về dinh dưỡng, cụ thể ở đây là sữa. Có nhiều nguyên nhân khác nhau ở gia đình mà dẫn đến tình trạng sử dụng thêm sữa công thức cho các bé mà trong thành phần của sữa có các nội tiết tố làm ảnh hưởng đến tình trạng lệch sex ở trẻ. Trong sữa có thuốc ngừa thai. Một nghiên cứu ở Mỹ chỉ ra rằng 74% số người bị lệch lạc tình dục có rối loạn hormone, 27% có dấu hiệu tổn thương thần kinh và 24% có rối loạn gen. Vậy,
Vậy là video của chúng ta đến đây đã hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Thank you.